Hello, chào anh em nhá. Lại là mình Amin Hoàng Sơn của kênh Máy Ảnh Của Nội trở lại với một video mới trên kênh. Hôm nay thì mình đang có mặt ở một con phố rất nổi tiếng Hà Nội này. Đây là phố Hàng Mã, một địa điểm du lịch mà rất nhiều các bạn trẻ đều kỳ quen thuộc. Lý do thì sao hôm nay mình lại có mặt ở đây? Hôm nay thì mình muốn giúp anh em một cái vấn đề như này. Đó là sẽ có rất nhiều anh em là chúng ta trong thời điểm này, đặc biệt là trong mùa hè năm 2024 này, chúng ta đang muốn tìm sắm những cái bộ máy ảnh. Có thể trong dịp sắp tới anh em chúng ta đang có dự định là đi du lịch đúng không? Chúng ta muốn mua con máy ảnh làm sao để chúng ta đi du lịch được, chụp ảnh nó đẹp. Nhưng mà chúng ta vẫn đang rất phân vân thì không biết là nên chọn máy ảnh. Còn cái tiêu chí như nào thì coi là một con máy ảnh tốt để đi du lịch anh em sử dụng được thoải mái và ảnh nó được có nhiều cơ hội, bức ảnh nó lưu giữ cho anh em. Hôm nay thì mình sẽ giúp anh em một cái phần nhá. Tức là trong cái quá trình anh em mà đi chọn máy ảnh ấy, thì những cái tiêu chí nào thì theo như mình là quan trọng để anh em ưu tiên một con máy có thể coi là một con máy phù hợp để đem đi du lịch nhá. Ok, đặc điểm số 1 nhá. Khi anh em chúng ta muốn sắm một con máy ảnh mà nó phù hợp cho việc đi du lịch ấy, tiên quyết là chúng ta nên chọn một con máy nó nhỏ gọn nhá. Lý do vì sao? Thứ nhất thì chúng ta đi du lịch chúng ta sẽ phải di chuyển rất nhiều. Chúng ta di chuyển từ địa điểm du lịch này sang điểm du lịch khác. Mà chúng ta mang theo một con máy nó quá to nặng và cồng kềnh thì chắc chắn là sẽ cầm nắm nó rất là khổ. Hôm nay thì mình cầm đây một con Nikon ZF. Con này thì nó là một con máy full frame, rất nhỏ gọn nhá. Nên là việc mà anh em chúng ta đi du lịch ấy thì ưu tiên chọn con máy nó nhỏ gọn một chút. Nhỏ gọn thì cầm cho nó đỡ khổ. Đấy, cầm một tay cũng dễ. Okay. Một cái ưu tiên thứ hai mà mình nghĩ là có nhiều anh em chúng ta không để ý, nhưng mà cái điều này mình nghĩ rất quan trọng nếu chúng ta muốn đi du lịch, chúng ta chụp ảnh nó có nhiều ảnh đẹp. Đó là chúng ta khi mà lựa chọn máy ảnh ấy thì có một cái đặc tính chúng ta nên quan tâm, đó là cái cỡ cảm biến của con máy ảnh chúng ta đang muốn mua. Lý do vì sao mà mình nói rằng là anh em cần để ý đến cái cỡ cảm biến. Cỡ cảm biến này thì nó quyết định thứ nhất là về chất lượng ảnh của anh em. Ảnh của chúng ta muốn đẹp thì nó một cái luật nó bất thành văn rồi, cảm biến càng to thì ảnh càng đẹp. Và cái điều thứ hai thì có thể chúng ta không biết ấy, thì trong lúc chúng ta đi chụp ảnh mà trong cái môi trường du lịch như này, chúng ta thường có khá là ít cái cơ hội để chúng ta chỉnh sửa thông số, chỉnh sửa ISO tốc khẩu. Nên khi mà chúng ta lựa chọn con máy nó có cảm biến lớn này thì nó sẽ được một cái ưu thế là kể cả trong cái môi trường ánh sáng nó không được thuận lợi cho lắm. Ví dụ như ngày hôm nay đây là buổi trời hơi âm u, nhưng mà với một con máy cảm biến lớn, ví dụ khoảng tầm cỡ APS-C hoặc là cỡ full frame ấy, thì anh em vẫn sẽ có khả năng chúng ta chụp những ảnh rất là đẹp mà không phải chỉnh quá nhiều thông số. Đấy, mình gần như mình chả chỉnh thông số gì cả, mình cứ set auto toàn phần rồi mình cứ thấy đẹp mình chụp thôi. Thì anh em kể cả dùng những dòng máy ví dụ như là của Fujifilm, những dòng cảm biến APS-C như kiểu các dòng X, các dòng X Pro, XT, hoặc là Sony các dòng kiểu A6400, A6300 này, Canon những dòng kiểu như là các dòng USM này, hoặc là con Nikon thì mình có thể là chọn các dòng Z50 hay là con Z5, Z6, hay là hôm nay mình đang cầm cái ZF này, thì đều là những cái lựa chọn cảm biến lớn, kích thước nhỏ mà mang vác đi chụp du lịch rất là hợp lý luôn. Một cái đặc điểm thứ ba mà mình nghĩ anh em chúng ta khi mà chúng ta sắm chọn ống kính cho máy ảnh ấy, và kể cả là bộ máy để chúng ta đi du lịch ấy, thì chúng ta nên ưu tiên chọn những con ống kính mà nó có cái tính năng đa dụng. Ví dụ như chúng ta đi du lịch này, chúng ta không muốn mất thời gian nhiều trong việc chúng ta thay lens thay nước, thì anh em có thể chúng ta chọn những con ống thuộc dạng là zoom đa dụng, kiểu có cái khoảng tiêu cự và tiêu cự thông thường ấy. Ví dụ những con như kiểu nếu anh em chọn các dòng máy APS-C crop thì nên chọn những con nào mà nó zoom có cái khoảng tiêu cự từ 16 zoom đến tầm 50 hoặc là 55 gì đấy là hợp lý này. Còn một cái lựa chọn thứ hai mình cá nhân mình thích hơn, đó là chúng ta nên dùng các dòng ống fix, nhưng mà ống fix thì là tiêu cự gọi là góc mắt người nhìn ấy, ống fix tiêu cự phổ thông ấy.
Ở đây thì mình đang dùng một con ống là ống 40mm f2 trên con Nikon ZF này, là một con máy cả về full frame. Thì cái góc ảnh này nó sẽ cho mình ở trên con máy này ra một cái góc hình rất là giống với mắt mình nhìn thế giới xung quanh. Thì nếu anh em có thể là dùng các dòng máy full frame thì chúng ta có thể chọn những con ống kính mà có khoảng tiêu cự khoảng từ 40 cho đến 50, 55 là ok này. Còn nếu như anh em dùng các máy mà dùng cảm biến crop thì nên chọn những con tiêu cự khoảng tầm 27, 28mm cho đến 35mm thì là hợp lý. Cái khoảng đấy nói chung là nó là cái khoảng nó gần với mắt người nhìn. Nên về anh em chúng ta thứ nhất là chúng ta căn góc ảnh các thứ nó dễ. Với cái thứ hai nữa là với cái góc ảnh này thì nó sẽ chụp được nhiều các mục tiêu hơn. Chúng ta chụp được cả chân dung, chúng ta chụp được cả phong cảnh, chúng ta chụp được cả góc phóng sự ấy. Nên là đây là một cái giải khoảng tiêu cự nó khá là đa dụng để chúng ta không nhất thiết là phải thay ống kính liên tục mà chúng ta vẫn chụp được nhiều thứ. Đấy, ví dụ như thế, hoặc là kể cả là mình muốn chụp phong cảnh đi ạ thì cái góc này nó vẫn ok nhá. Dè vào. Còn là đây, đứng ở đây. Đấy. Hay kể cả là mình muốn chụp chân dung ngay lập tức khác, mình cũng không cần phải thay len. Mình đổi sang góc này. Xóa phông vẫn rất ok nhá. Đấy, kể cả là đi chụp cho người thân trong gia đình, trong chuyến du lịch của mình thì dùng những cái con ống kính góc phổ thông này, nó vẫn là những cái option rất đa dụng để anh em chụp nhiều các thể loại ảnh khác nhau. Ok, thì đấy là mình vừa nêu ra cho anh em ba gợi ý để có thể là chúng ta trong dịp này chúng ta đang cần sắm con máy ảnh cho việc chụp du lịch ấy. Chúng ta đi trong chuyến đi cùng gia đình mà chúng ta đang muốn tìm kiếm một con máy ảnh nó phù hợp. Thì với ba gợi ý này mình nghĩ là anh em sẽ chọn được một con máy ảnh mà nó đúng với cái nhu cầu anh em và cho anh em được những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất trong việc chúng ta chụp ảnh trong chuyến đi của mình. Mình xin tóm gọn này nhá. Chúng ta muốn chọn con máy ảnh mà chụp du lịch tốt thì thứ nhất là nên ưu tiên con máy nó nhỏ gọn. Thứ hai là nên ưu tiên con máy nó có cái cảm biến nó lớn một chút, còn khoảng cỡ APS-C đổ lên. Và thứ ba thì khi kết hợp con kính như thế nào thì nên chọn con kính mà nó có cái giải tiêu cự, nếu như mà là zoom thì nên là rơi vào khoảng tầm, gọi là nếu trên các dòng máy full frame ấy thì nó rơi vào khoảng tầm từ 24 cho đến 70mm này. Nếu như trên crop thì nên chọn những con mà khoảng từ 16 cho đến 55mm. Còn nếu như mà anh em thích dùng ống fix để cho chất lượng ảnh nó đẹp hơn hoặc là xóa phông nó tốt hơn ấy thì mình nên chọn những con máy, những con ống kính mà có cái giải tiêu cự phổ thông, kiểu như là ở đây mình đang có con 40mm f2 này. Thì nó sẽ giúp cho anh em có được cái góc mà ảnh nó giống gần với mắt người nhìn này. Và đặc biệt là cái tiêu cự này thì chúng ta chụp được nhiều thể loại khác nhau, kể cả chụp cảnh cũng được, chụp chân dung cũng được. Nó rất là tiện, anh em không phải thay ống kính ra vào nhiều. Và đặc biệt là con ống fix kiểu này nó nhỏ gọn này, lắp cùng với một con máy nhỏ gọn nữa thì thành một bộ máy nó rất là tiện để anh em đem đi du lịch luôn. Ok nhá, thì hôm nay mình cũng xin mong là cái video này phần nào giúp cho anh em có được những cái gợi ý tốt để chúng ta trong dịp này và sắm được bộ máy nó phù hợp nhu cầu nha. Xin chào anh em, cảm thấy những cái video kiểu này nó hay thì hãy để lại một like và một sub nhá để đón xem thêm những video trên kênh.